Xin chào tất cả anh em đang theo dõi kênh Điện Mặt Trời Shop Solar. Trước mặt các bác là một chiếc sạc năng lượng mặt trời chạy trực tiếp từ tấm pin. Với chiếc sạc này thì nó có rất nhiều các lợi ích khi các bác sử dụng. Các bác có thể chạy trực tiếp từ tấm pin mặt trời mà không cần bình ắc quy lưu trữ. Đó là một cái rất cần thiết cho những bác nào mà sử dụng quạt 12V, bóng 12V ban ngày. Em ví dụ các bác có một cái trang trại chẳng hạn. Đấy, mà ban ngày các bác muốn thắp quạt 12V, bóng 12V cho trang trại đó thì các bác chỉ việc kết nối với tấm pin mặt trời và các bác mua bóng 12V và quạt 12V, các bác sẽ đấu vào cái đầu ra của chiếc sạc này là xong. Rất là hay. Hoặc là các bác có thể sử dụng hệ 24V. Có rất nhiều anh em mà chưa biết cách kết nối, chưa biết cách điều chỉnh thì ở trong cái mặt ở phía dưới cái mặt sau của nó. Ở cái mặt sau của nó đây, nó ghi là các bước để tiến hành là kết nối. Thứ nhất là các bác sẽ đấu tấm năng lượng mặt trời vào trước. Đấy. Bước thứ hai là các bác điều chỉnh cái điện áp đầu ra. Bước thứ ba là các bác sẽ kết nối với cả bình ắc quy. Thì cách điều chỉnh điện áp đầu ra thì các bác sẽ bấm dấu cộng hoặc dấu trừ, nó ghi rõ, bấm dấu cộng hoặc dấu trừ, điều chỉnh điện áp đầu ra. Đấy, sau khi điều chỉnh điện áp đầu ra xong thì các bác sẽ bấm OK để lưu lại. Đây thì em sẽ chỉ cho các bác xem luôn đây nhá. Khi các bác kết nối tấm pin mặt trời vào xong, các bác sẽ bấm dấu cộng hoặc là dấu trừ để điều chỉnh cái điện áp chỗ tay em chỉ này, chỗ ngón tay này. Ví dụ các bác sạc cho bình 12V thì các bác sẽ bấm cho em là 14.6 nhá. Các bác sẽ cứ bấm chỗ này là điều chỉnh 14.6. Sau đó các bác bấm OK đấy, để lưu lại. Nếu như các bác mà muốn sử dụng cho hệ 24V thì các bác sẽ bấm dấu cộng này để tăng cái điện áp lên đến 27V hoặc 27.5 thì các bác sẽ bấm OK đấy, để lưu lại. Như vậy là các bác sẽ sử dụng miễn phí điện 12V hoặc là 24V. Thì các bác nhìn vào cái sơ đồ này các bác có thể làm được ngay. Đây, kết nối nhá. Đây, nó có hai cái cực này các bác. Nó có hai đầu vào. Có nghĩa là cái hai cái dây, dây âm và dây dương đầu vào và hai dây, dây âm và dây dương đầu ra. Đấy, kết nối rất đơn giản thôi. Đấy, tấm pin mặt trời này. Điện áp đầu vào này. Đấy, bình ắc quy. Đấy. Ở đây các bác mà muốn chạy trực tiếp thì các bác cắt bỏ bình ắc quy này đi, các bác sẽ đấu trực tiếp đúng âm dương của bóng 12V hoặc là quạt 12V vào đây là các bác chạy miễn phí. Rất tuyệt vời. Sử dụng điện mặt trời rất là hiệu quả. Lưu ý với một số bác hiện nay. Các bác đang các bác mua những cái tấm to, tấm pin mặt trời to nhá. Đấy, sau đó các bác đây, ví dụ đây em ví dụ như là tấm pin mặt trời đây. Đấy. Nhiều bác hiện nay đang làm cái trò này rất nguy hiểm. Đây, ví dụ như là cái tấm pin mặt trời nó đang như thế này. Đấy, ở các mạch cell ở trong này nó đang là đấu nối tiếp với nhau chẳng hạn. Đấy, các cell trong pin nó đang đấu nối tiếp với nhau. Thế bây giờ là các bác sẽ cắt cái mạch của nó đi. Cắt cái mạch của nó đi. Đấy. Sau đó lại các bác sẽ có nghĩa là ví dụ em ví dụ nhá. Cả cái tấm pin này điện áp nó đang 40V đúng không? Bây giờ các bác sẽ cắt cái mạch đấy đi. Thì một nửa bên này sẽ là 20V, một nửa bên này sẽ là 20V. Đấy, sau đó các bác lại đấu song song. Các bác sẽ lại đấu song song thì để ra cái điện áp 12V. Với cách làm này thì cái tấm pin mặt trời các bác chắc chắn là phải khoét ra rồi. Cái tấm pin mặt trời ấy, các bác sẽ phải khoét cái mặt dưới của nó ra. Đấy. Thì pin mặt trời nếu như các bác mà để hở mạch ở bên trong nhá, hoặc kể cả tấm pin này nó mặt nó ở dưới thật nhưng những cái hơi ẩm nó sẽ bốc lên khi nó vào trong cái mặt pin, nó dẫn đến một
là nhanh hỏng pin. Một là nhanh hỏng, hai gây cháy chập, gây cháy chập nha. Thứ ba nữa là gây hỏng biến tần, gây hỏng biến tần. Một cái tiếp theo nữa là nếu như các bác mà sử dụng hòa lưới, đặc biệt là những cái bác mà sử dụng tấm pin vỡ đó. Đây em nói cả chung chung cả tấm pin vỡ nhá. Đấy, còn cái này nó sẽ đi theo cái này rồi. Đấy, ba cái này nó gây, sẽ gây nên cho các bác khi các bác đục lỗ đây này, đục lỗ này. Các bác cần gì phải phải đục kiểu này làm gì cho nó khổ. Đây các bác lấy cái tấm pin này, tấm pin to này, 450W chẳng hạn. Các bác mua cái sạc này, các bác sạc cho hệ 12V. Đấy, sạc này là sạc MPPT, công suất gây ghi 400W. Đây các bác nhìn, ghi 400W nhưng tấm 450W các bác vẫn sử dụng được nhé. Sạc MPPT, sạc này hiển thị 4 đồng hồ thông số điện áp, công suất của đầu vào, điện áp và công suất đầu ra. Rất là tiện cho các bác sử dụng. Và đặc biệt là cái tản nhiệt của nó bằng nhôm đúc xung quanh luôn, cực kỳ mát. Đấy, con này nó có rất nhiều cái chức năng, chống chống quá dòng, chống quá điện áp. Đấy, nó bảo vệ. Con này nó sạc rất là hay. Khi bình mà đầy thì nó giảm dần cái công suất. Đấy, giúp tăng cái tuổi thọ của bình ắc quy, không gây hỏng bình. Một trong những cái rất là tuyệt vời. Đấy, và nó có thể, ví dụ như nó khi các bác bị điện áp cao, đấy, thì nó sẽ ngừng hoạt động, hoặc là quá nhiệt độ nó ngừng hoạt động. Khi nhiệt độ trở lại bình thường hoặc là điện áp trở lại bình thường thì nó lại tiếp tục làm việc. Con này hay lắm, dùng nó có chức năng bảo vệ ngắn mạch nữa các bác nhé, dùng rất là hay. Đấy, thì nếu như các bác mà đục cái tấm pin này ra thì các bác tuổi thọ của tấm pin này sẽ bị giảm các bác nhé. Ví dụ bình thường một tấm pin mặt trời đang có độ bền là 25 đến 30 năm, nhưng các bác đục cái này nó chỉ rơi vào, nếu các bác đục thì các bác chỉ sử dụng được khoảng chục năm là hỏng. Đấy, mới đầu thì các bác đục ra sử dụng nó vẫn bình thường, không có gì cả, nhưng mà thời gian nó sẽ ngấm dần, cái ẩm dần đấy. Nó ẩm chắc chắn nó sẽ bị ẩm. Đấy, thì khi ẩm vào, cái ẩm nó vào đây thì nó dễ gây cháy chập, xeo pin bên trong. Và thậm chí các bác mà sử dụng biến tần thì nó sẽ làm hỏng cả biến tần của các bác luôn nha. Cái điều thứ hai muốn nói với các bác là nếu như các bác mà mua pin vỡ, tuy giá nó rất là rẻ đấy, nhưng mà chính cái điều rẻ này nhiều khi làm cho các bác rất là mệt. Thứ nhất, cả một hệ thống dàn pin nó sẽ bị cháy chập, dễ cháy chập nhá. Pin mà nẻ, pin vỡ, pin nẻ thì tất nhiên nước mưa nó sẽ vào, các bác hiểu không? Qua năm qua tháng nó sẽ vào, ẩm thấp bên trong thì nó sẽ dẫn đến cháy chập các cell ở bên trong. Đấy, một cái điều khuyên anh em là tuy rẻ nhưng mà không nên mua nhé, không nên sử dụng. Các bác tội gì các bác đầu tư những cái tấm pin mới, nó bây giờ nó giá nó rất là tốt, đáng bao nhiêu tiền đâu. Đấy, các bác dùng nó rất là bền. Cái pin vỡ này rất nguy hiểm cho những bác sử dụng là hòa lưới các bác nhé, cái hệ hòa lưới bám tải hoặc là hòa lưới đẩy lưới. Đấy, nó có hai dạng. Đấy, hòa lưới bám tải hoặc hòa lưới đẩy lưới. Trong cái trường hợp mà thời tiết mưa đấy,
thời tiết mưa thì rất nhiều các biến tần, rất nhiều các biến tần hỏng do dùng cái pin này. Đấy, biến tần hỏng. Đấy, chính vì cái pin vỡ, pin nẻ này nó làm cho biến tần nó hỏng các bạn nhá. Có một cái hệ hòa lưới, mà các bác dùng pin vỡ, pin nẻ này này. Đấy, thì khi mà trời thời tiết mưa ấy, các bác mà lên hoặc là vô tình mà chạm vào những cái tấm pin, nó mà dẫn điện thông qua cái pin vỡ này, nó bị dẫn điện ra ngoài này, thì nó giật chết luôn đấy các bác nhá. Nó giật đấy, giật nó dẫn điện từ điện lưới luôn đấy. Đấy, rất nguy hiểm. Một số bác nên em cảnh báo với các bác và cũng khuyên các bác không nên mua nhá. Đấy, tính ra thì rẻ thật nhưng mà đôi khi ngược lại các bác hỏng biến tần, hỏng kích điện hoặc dẫn đến tai nạn do điện giật các thứ, thành ra là các bác sẽ còn đắt giá hơn là các bác mua với cái giá rẻ. Đấy, đây là lời khuyên chân thành. Đấy, thì thông qua cái video này, tuy nó rất nhỏ nhưng mà cũng khuyên một phần nào để giúp anh em hiểu được. Đấy, chúng ta nên sử dụng như thế nào để cho nó tốt. Vì thực ra các bác chỉ thêm một chút, cố gắng một chút, em ví dụ nhá. Khi các bác mà tách hai cái tấm pin mặt trời này ra thì rõ ràng là các bác mua một tấm to. Em ví dụ một tấm 450W như hiện nay bên em đang bán giá bao phí vận chuyển là 2,1 triệu, còn tại kho là 1,9 triệu. Đấy, thì ví dụ các bác tách cái này ra thì các bác sử dụng cái sạc PV kép M được. Đấy, ví dụ các bác sử dụng được cái sạc PV kép M nhé, sạc PV kép M 30A SUE thì bên em đang bán là 250.000. Đấy, còn cái sạc Enlyjoy này, sạc MBBT này. Đấy, thì hiện nay giá mới nhất bên em đang bán là 800.000 các bác nhé, 800.000. Đấy, thì 250.000 mà chờ đi 800.000 thì các bác nó chỉ trồi ra, các bác sẽ âm thêm là 550.000. Đấy, 550.000 có nghĩa là các bác sẽ mua, coi như là các bác mua cùng mua tấm pin, cùng mua tấm pin này, một bác chia đôi cái tấm pin này thì các bác sẽ bắt buộc phải cắt cái mạch bên trong, thì các bác đục ở dưới. Đấy, một bác không đục ở dưới mà sử dụng luôn cái này thì cái giá trị mà hơn nhau chỉ có 550.000, nhưng mà cái giá trị này nó sẽ mang lại cho các bác rất nhiều lợi ích. Còn với cái giá mà các bác rẻ hơn được 550.000 thì lại gây rất nhiều cái rủi ro cho các bác nhé. Đấy, các bác cần phải xem lại. Đấy, các bác thông qua video này cũng hiểu thêm một số những cái mà em chia sẻ. Hy vọng rằng anh em biết và nên sử dụng cho nó đúng. Đấy, thôi không cố được thì thôi, không nên dùng. Còn cố được thì các bác cố nên mua những cái pin tốt. Đấy, hoặc là những cái pin mà thôi không có thì có thể làm ít pin thanh lý cũng được. Đấy, nó vẫn hơn là các bác sử dụng những cái tấm pin vỡ, hoặc là các bác sẽ đục cái pin này ra. Đấy, đục ra để các bác cắt cái mạch này thôi, có gì đâu. Nhưng mà chính cái vết này lại là cái vết rất nguy hiểm cho các bác trong quá trình sử dụng. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau nhé.